kiếm tiền ai cũng làm được còn bảo vệ tiền thì lại khó hơn rất nhiều đặc biệt là trong thời đại vật giá leo thang rủi ro núp bóng cơ hội và cứ bước chân ra đường là mất tiền vì vậy Spider Room đã quyết định bắt đầu tiền không tệ nhằm bình thường hóa những cuộc đối thoại cởi mở về tiền và đem đến những bài học cùng góc nhìn thực tiễn mà không hề khô khan hay nặng lý thuyết trong số đầu tiên hãy cùng chúng mình giải đáp những câu hỏi độc lập chủ động về tài chính đóng vai trò quan trọng như thế nào với cuộc sống gia đình khi mà không chủ động được về tài chính thì sẽ dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy trong cuộc sống và nhiều khi là mình muốn làm những thứ mà mình không làm được làm thế nào để các cặp vợ chồng có thể duy trì một cách lành mạnh thói quen độc lập tài chính song song với việc đảm bảo những nghĩa vụ chung ừ, như gia đình chị thì bọn chị có những cái nguyên tắc nhất định về việc là chung và riêng à, cái chung ở đây đó là những cái khoản mà mà phải dành ra để cho gia đình cho con cái à, cho hai bên nội ngoại còn cái riêng ở đây đó là cái phần thu nhập của mỗi người mà mọi người có thể tự chủ được trong phần chi tiêu đâu là thời điểm phù hợp để giáo dục con cái về thái độ và kiến thức về tiền nhưng mà từ lúc mà con chị năm đến 6 tuổi và bắt đầu rất là câu hỏi là tại sao mẹ lại cầm tiền của con đấy tiền lì xì đấy là của con cơ mà đấy và tại sao mẹ lại không cho con giữ tiền và đấy là một trong những cái mà bắt đầu chị hình thành cái suy nghĩ rằng là à bây giờ đến cái đứa tuổi mà phải giải thích cho con về về tiền khách mời tập đầu tiên của chúng ta là chị Đỗ Thị Hải Đăng tổng giám đốc công ty Lebros giảng viên khoa quan hệ công chúng quảng cáo tại học viện báo chí và tuyên truyền Nội dung của series Tiền Công Tệ được đồng hành bởi ngân hàng CIMB. Ngân hàng CIMB Việt Nam thuộc tập đoàn CIMB, một trong những ngân hàng hàng đầu Đông Nam Á đã có mặt trên 15 quốc gia trên thế giới. CIMB Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân và đối tác với định hướng kỹ thuật số nhằm mang lại sự tiện ích, an toàn và bảo mật cho khách hàng. Với chiến lược tiếp cận khách hàng sáng tạo và khác biệt, CIMB Việt Nam 2 năm liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam trong năm 2023 và 2024, đồng thời đón nhận giải thưởng Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất Việt Nam vào năm 2023. Ok, em rất cảm ơn chị Đăng vì đã nhận lời tham gia số đầu tiên của Tiền Không Tệ, đặc biệt là vào một hôm có vẻ đường đang khá là tắc như hôm nay. Để chia sẻ một chút, thì gần đây khi mà em nhìn lên mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội của những người ở tầm tuổi của em thì em nhìn thấy các bạn ý rất nhiều bạn đã bắt đầu kết hôn này xong rồi có con xong rồi mua nhà mua xe và khi mà em nhìn lại mình một người ở khoảng 27 28 tuổi vẫn đang cố gắng theo đuổi giấc mơ thì em bắt đầu đặt ra những câu hỏi nó liên quan đến vấn đề về tài chính tức là em cảm thấy là không biết là mình đã đủ cả về mặt tinh thần và cả về cái năng lực tài chính để có thể tiến đến một cái mối quan hệ nó bền vững hơn với cả một người khác ví dụ như là có vợ hoặc là có con chẳng hạn thì qua số đầu tiên của tiền không tệ thì em muốn được tiếp nhận em muốn học thêm những bài học những cái quan điểm từ phía của chị một người không chỉ là đi trước em một bước rất xa ở trong ngành truyền thông và chị còn là một người một người vợ và là một người mẹ à, cảm ơn linh xin chào tất cả các bạn đã đến với số đầu tiên uh, của tiền không tệ ngày hôm nay uh, rất là vui khi được ở đây để trò chuyện với linh uh, trong một cái buổi chiều như thế này à, về câu hỏi đầu tiên thì uh, Câu này nó sẽ hơi 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 buồn cười một chút nhá. Em muốn chị có thể tả lại mối quan hệ của chị với cả tiền trong ba tính từ được không? Nếu mà phải gói gọn lại trong ba tính từ thì chị sẽ chọn ba tính từ nào? Ờ, oh, câu hỏi đầu tiên là cũng hơi khó đó nha. À, thực ra nếu mà để chọn ba tính từ về tiền, à, có lẽ là đầu tiên cái tính từ mà mà thể hiện rõ nhất cái quan điểm của chị về tiền ừ. đó là cân bằng. Ừ. ừ cân bằng ở đây có nghĩa rằng là với chị thì tiền là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống chị chưa bao giờ phủ nhận vai trò của tiền nhưng à, kể cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc lẫn gia đình thì với chị là tiền không phải là thứ quan trọng nhất có nghĩa là cái sự cân bằng giữa cuộc sống của chị và 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 tiền cuộc sống ở đây là bao gồm cả về tình cảm về cả yếu tố con người yếu tố quan hệ thì đấy là cái từ đầu tiên đó là cân bằng Ừ, cái thứ hai nữa thì cũng hơi cá nhân một chút đó là chủ động ừ, chủ động bởi vì với chị thì à, một người phụ nữ ở cái tuổi không không chỉ là ở cái tuổi như chị đâu mà từ khi còn rất trẻ thì cái quan điểm của chị đó là phụ nữ thì chủ động về đồng tiền về tài chính thì sẽ là một cái key để hạnh phúc có thể sau này mình sẽ à, trong cuộc trao đổi này mình sẽ nói chuyện nhiều hơn về cái đấy thì nhưng mà đó là cái từ thứ hai ấy, đó là sự chủ động chủ động về tài chính chủ động về tiền Uh, cái thứ ba uh, tính từ à uh, như cái này hiểu nhiều khi có thể là nó sẽ hơi um, hơi uh, danh từ một chút ở uh, ở uh, đó là cái sự phát triển uh, với chị thì uh, tiền nó là công cụ cho cuộc sống và để mình sống tốt hơn có nghĩa là cuộc sống nó phải có sự phát triển và tài chính cũng như vậy uh, thế nên là khi mà chị định hướng mọi thứ về mặt công việc hay là về mặt um, gia đình ừ. về mọi về về các cái chi tiêu ở trong cuộc sống thì chị luôn muốn hướng tới một cái sự phát triển về tài chính và tất nhiên nó đi cùng với sự cân bằng như chị nói vừa vừa rồi nữa đấy thì đấy là ba cái quan điểm của chị về tiền em khá là tò mò về sự chủ động đặc biệt cân bằng với các phát triển thì em có thể phần nào hiểu nhưng mà ý của chị ở từ chủ động đặc biệt là khi mà chị nhắc đến với ở vị thế của một người phụ nữ chị có thể giúp em hiểu rõ hơn để chủ động ở đây là chủ động trong những khía cạnh nào và như thế nào đâu? Ừ. À, chủ động ở đây nó nó đi kèm một chút với từ độc lập à, quan điểm của chị với với vai trò là một người phụ nữ nhé, à, đặc biệt là người phụ nữ có gia đình thì phần chủ động về tài chính và về tiền chủ động với những quyết định về tiền nó là một cái cực kỳ quan trọng và chị đã nhìn thấy ở lứa tuổi của chị rất nhiều các bạn mà thực sự gặp vấn đề về việc rằng là uh, khi mà không chủ động được về tài chính thì sẽ dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy trong cuộc sống và nhiều khi là mình muốn làm những thứ uh, mà mình không làm được đó thì thì cái tính chủ động ở đây có nghĩa rằng là thứ nhất nói một cách cụ thể hơn thứ nhất đó là làm được ra tiền thứ hai là được quyền quyết định với đồng tiền mà mình đã làm ra và đấy là cái cái key để mình có thể chủ động được ở với đồng tiền hay với tài chính đây là một cái quan điểm mà chị đã có từ lâu rồi hay là một cái quan điểm mà nó được hình thành theo thời gian và nếu mà nó là một quan điểm được hình thành theo thời gian thì em khá là tò mò nó nó được hình thành như thế nào Ừ, ok, à, một câu hỏi rất là thú vị Thực ra thì đúng là mọi thứ, mọi nhận thức nó của con người nó phát triển theo thời gian và chị cũng vậy. À, cái suy nghĩ của chị à, hiện tại ở tuổi à, 35 36 nó khác với lại suy nghĩ của chị ở tuổi 20. À tuy nhiên thì à, đấy là một cái quan điểm mà chị nghĩ rằng là à, một phần nó là do cái hệ giáo dục của gia đình. Ví dụ với gia đình chị thì mẹ chị luôn dặn chị rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì cần phải chủ động và nếu một người phụ nữ được chủ động về mặt tài chính thì đấy là cái chìa khóa để hạnh phúc. À, sau đó thì chị thì chị thấy thấm hơn, lúc đấy thì nghe nhưng cũng không hiểu lắm đâu. Bởi vì uh, khi mà còn trẻ thì khá là nhiều bay bổng, khá là nhiều ước mơ và uh, có thể trong lúc đấy mình nghĩ rằng là uh, cái, cái sự chủ động đấy nó không quan trọng bằng tình yêu, bằng khát vọng, bằng những cái hoài bão lớn lúc bấy giờ. Thế nhưng mà khi mà chị có gia đình và đặc biệt là có con và có những cái vấp váp ở trong cuộc sống thì chị thấy rằng là cái yếu tố chủ động đấy nó cực kỳ quan trọng và thực sự là là chị có thể đứng vững được đến bây giờ, một phần và có thể coi là hạnh phúc, một phần là bởi vì trong cuộc sống gia đình của chị cũng như là trong công việc chị có cái sự chủ động đấy. Ở thời điểm hiện tại của chị với các gia đình của chị, với cả đặc biệt là chồng thì cái sự độc lập đấy của hai người về cái cạnh tài chính là nó là một cái mà hai người từ khi bắt đầu yêu đã có với nhau hay là nó là một cái mà mọi người mà hai anh chị đã cùng nhau thảo luận mất thời gian để thảo luận và thống nhất sau một khoảng thời gian à, đúng là với chị thì uh, cái việc mà độc lập hay tự chủ này uh, nó đến từ cái quan điểm cá nhân và cũng rất tình cờ là chị cũng gặp được một người chồng mà cũng cũng rất là độc lập và quyết đoán ở trong vấn đề về tài chính thế nên là uh, bọn chị lựa chọn một cái phương án mà uh, để có thể hòa hợp được với nhau đó là hai người cùng có một cái sự chủ động nhất định ở tài chính đấy cũng là một cái đặc điểm mà chị nghĩ rằng là với các gia đình trẻ cái điều đấy cực kỳ quan trọng khi mà em chuẩn bị bước sang một cái giai đoạn là từ khi mà tài chính của là của mình riêng mình đến khi mà tài chính là của chúng ta như gia đình chị thì bọn chị có những cái nguyên tắc À, nhất định về việc là chung và riêng à, cái chung ở đây đó là những cái khoản mà mà phải dành ra để cho gia đình cho con cái à, cho hai bên nội ngoại còn cái riêng ở đây đó là cái cái phần thu nhập của mỗi người mà mọi người có thể tự chủ được trong phần chi tiêu à, chị lấy ví dụ một cách cũng rất là là đơn giản thôi ví dụ như chị muốn mua một cái gì thì chị sẽ không phải hỏi gọi là những cái về cá nhân chị thì chị sẽ không phải uh, chờ một cái quyết định từ người khác hoặc là ví dụ như chồng chị cũng vậy. thế nhưng mà nếu mà mua những cái chung uh, ví dụ như mua những nhà mua xe mua những cái lớn thì nó sẽ là cái quỹ chung của hai người và lúc đấy nó được thỏa thuận chung. đó thế thì uh, trong cái À, chung thì lại có cái riêng và thực ra trong cái riêng thì cũng có cái chung đấy thì đấy là cái quan điểm của chị và thực ra là đôi lúc nó cũng sẽ có những cái xung đột giữa việc rằng là vậy thì ai là người à, có quyền quyết định chính hay là khi mà người khác nhìn vào và thấy rằng là ồ thế tại sao gia đình này cũng hơi khác so với những gia đình khác à, tại sao người chồng không đưa hết tiền cho vợ quản lý hoặc là tại sao chị lại độc lập về mọi thứ thay thay vì việc là chị có thể uh, tìm một cái công việc nhàn nhã hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, cho con cái hơn và chồng chị sẽ là người chu cấp cho chị đó, thì chị nghĩ rằng là mỗi mỗi cái quan điểm nó có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau uh, cũng không có một cái chị cũng không nói là là hiện tại cái quan điểm của chị nó là hoàn hảo nhưng mà um, cái cái mà từ mà chị nói với em ấy đó là cái từ cân bằng thì chị tìm được cái sự cân bằng ở trong đó có nghĩa là vừa vừa là người chủ động nhưng mà cũng có những cái sẻ chia cũng có những cái mà cùng hướng tới một cái điểm chung đó thì chị nghĩ là đấy là cái điều quan trọng chị với cả chồng mình anh chị ở trong cuộc sống của mình thì sẽ ưu tiên tiết kiệm cho tương lai hay là cùng với cả con của mình tận hưởng hiện tại một cách gọi là đầy đủ nhất làm theo okay. để cân bằng giữa hai cái đó <laughs> Uh, chính ra cái này uh, quan điểm của chồng chị thì lại rất rõ ràng đó là là một người mà an toàn và rất là muốn tiết kiệm cho tương lai. Uh, chị thì uh, nhiều thú vui hơn, nhiều sự hấp dẫn hơn, thế nên là chị là người mà ở giữa giữa cái câu chuyện là ờ uh, tôi cũng muốn tiết kiệm thế nhưng mà tôi vẫn muốn enjoy uh, trong cái gọi là muốn tận hưởng ở trong cái cuộc sống này uh, và chị thường là người mà chi nhiều cái tiền hơn uh, cho việc tận hưởng cho việc đi chơi, cho việc enjoy cuộc sống. Còn lại thì tất nhiên là um, hai vợ chồng chị có một cái điểm chung đó là cái sự um, gọi là an toàn, uh, an toàn cho tương lai. Thế thì uh, chị luôn luôn có một cái điểm chung về về việc là nhìn nhận uh, cái giá trị của việc tiết kiệm tiền và sử dụng cái đồng tiền đấy cho những cái trường hợp bất chắc hoặc cho tương lai đấy thì đấy là cái điểm chung nhưng mà người phụ nữ thì uh, chị hiểu là là ai cũng thế thôi cũng có rất là nhiều những cái mong muốn có nhiều cái mà mình thực sự là mình nghĩ rằng là mình sẽ sống cho hiện tại nhiều hơn đấy thế nên là chị cũng phải đấu tranh để chị cân bằng cái cái việc đó gần em có đọc được qua một cái khái niệm là cái xu hướng chi tiêu của một người nó sẽ phản ánh chính cái bản thân tính cách của họ thì câu hỏi muốn đặt ở đây là chị có ví dụ một vài cái những cái checklist hoặc là những cái red flag nhất định khi mà chị nhìn vào những cái xu hướng tiêu tiền của một người tức là có thể trở thành significant other của mình một người partner của mình không à, đúng thực ra thì cái quan điểm là tiền bạc nó phản ánh cái tính cách hay là cách tiêu tiền nó phản ánh cái tính cách con người là đúng à, bởi vì cái quan điểm của chị nhé về cái việc đó đó là à, mỗi người thì có những cái gọi là những cái cách nhìn đối với cuộc sống khác nhau và cái cách nhìn đấy nó nó cũng phản ánh trong việc là em dùng tiền vào việc gì em mua gì em ăn gì em mặc gì và em thể hiện như thế nào đó thế thì cái câu chuyện ở đây là à, vậy thì khi mà nói đến những cái biểu hiện à, về tính cách của việc tiêu tiền đó, thì chị nghĩ rằng là nó có nó có mấy cái nó có mấy thứ mà với chị nhá thì chị sẽ quan tâm là thứ nhất là cái cách mà họ chi tiền cho bản thân. Đấy là cái thứ nhất. À, bởi vì với những người mà luôn luôn thích sự hào nhoáng, luôn luôn chi rất nhiều những cái thứ cho bản thân mình à, ví dụ như là uh, những cái đồ hiệu hoặc là khi mọi người ăn mặc hoặc là mọi người uh, gọi là sử dụng những cái uh, những cái phụ kiện hay trang sức thì cái đấy nó vừa thể hiện cái phong cách cá nhân nhưng nó cũng vừa thể hiện một cái lối sống của con người đấy. Đấy thế thì chị ví dụ như với chị thì chị sẽ uh, nếu mà nói về chọn một cái partner nhá để đi cùng đồng hành cùng với mình thì chị sẽ có xu hướng là chị không không muốn rằng là họ dành quá nhiều những cái chi phí đấy cho bản thân bởi vì khi mà chị nghĩ là khi mà đã trở thành phát ở với nhau rồi thì sẽ có những cái mà mình sẽ phải hy sinh cho những cái cái chi tiêu khác mà nếu một người mà luôn luôn mong muốn là chi tiêu cho mình khi mà muốn họ chia sẻ cho người khác thì rất là khó hoặc là họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Đấy thì đấy là cái cái góc nhìn của chị. Cái thứ hai là chị sẽ nhìn vào cách mà họ chi tiền cho gia đình. Cái cách mà họ chi tiền cho các mối quan hệ gia đình thì sẽ cho chị biết rằng là con người đấy cái mức độ về về mặt trách nhiệm và tình cảm đến đâu và cái thứ ba đó là chi tiền cho các mối quan hệ xã hội nhé mối quan hệ xã hội ở đây bao gồm bạn bè này rồi anh em thậm chí cả mối quan hệ uh, gọi là rất là um, rất là xa lạ ở bên ngoài thì cái đấy là cái biểu hiện rất thật của cái tính cách đấy một người hào phóng hay là một người mà vị kỷ chị chị thì đấy có ba cái Uh, gọi là tiêu chí nếu mà nói về biểu hiện để, để um, có thể nhìn nhận ra về tính cách của một con người Lúc nãy <laughs> chị có vừa nhắc đến một cái keyword một cái từ mà em bắt được, đó là từ hy sinh thì em đã có hỏi là chị cảm thấy là kể từ khi mình có con hoặc là thành lập gia đình ấy giờ đâu là những cái khía cạnh mà chị cảm thấy mình đã phải hy sinh về mặt chi tiêu để có thể support tốt hơn cho gia đình <cười> Nhiều, <cười> rất là nhiều uh, Chị nghĩ là đa phần những người phụ nữ mà đã có gia đình hoặc là chuẩn bị đã có gia đình thì mọi người đều phải xác định một cái tư tưởng rằng là lúc đấy chúng ta không chỉ sống cho mỗi mình mình nữa à, khi mà chị à, mới ra trường khi mà chị còn độc thân thì toàn bộ cái phần chi tiêu của chị à, chị sẽ dành cho những gì chị thích à, ví dụ như là chị thích đi du lịch À, chị thích mua sắm và ừ. rất là nhiều thứ nhưng khi mà chị có gia đình Hơi giống đặc... em bây giờ ừ, đặc biệt là có con thì lúc đấy chị sẽ chị sẽ dành phần lớn cái 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 thu nhập hay là cái tài chính của chị cho con và cho gia đình chị lấy ví dụ như này Ví dụ như khi mà chị à, còn trẻ chị không nghĩ rằng chị phải có một một ngôi nhà à, một cái sở hữu một ngôi nhà thì đúng hơn bởi vì à, mình trẻ mà mình đi đâu cũng được thậm chí là nếu tính về mặt kinh tế thì bọn chị đã ngồi tính so với việc là chị có một cái ngân lấy tiền chị gửi ngân hàng chị lấy tiết kiệm và chị lấy tiền đấy ra thuê nhà kinh tế hơn rất nhiều so với việc là chị phải đầu tư đến tiền để chị mua một ngôi nhà nhưng chị không thể lựa chọn được phương án đấy bởi vì chị nghĩ rằng là khi mà con chị ra đời thì nó cần sự ổn định à không thể nào mà ngày hôm nay chị chuyển căn nhà này ngày mai chị chuyển căn nhà khác bởi vì chị chị có có thêm con à, và đến lúc mà nó đi học thì chị lại muốn rằng là à cái căn nhà đấy sẽ là cái chỗ ổn định để con chị đi học cấp 1 hoặc cấp 2 nó sẽ gần trường hoặc nó sẽ không phải chuyển trường. Đó, thế thì đấy là lý do cái động lực mà mà chị quyết định rằng là chị sẽ phải ổn định gọi là các cụ gọi là an cư với lạc nghiệp đấy thì khi mà chị có gia đình và có con, khi mà chị phải hy sinh những cái sở thích của bản thân, thậm chí là là hy sinh những cái chi tiêu của bản thân thì chị nhìn ra chị nhìn ra cái vấn đề đó và và chị quyết định là chị sẽ Uh, đầu tư nhìn vào con nhiều hơn gọi là chi tiêu ấy, uh, chi tiêu về tiền, về, gọi là cho những người thân của mình nhiều hơn là là chính mình. Em nghĩ đấy cũng là một cái bài học mà em chắc chắn rồi, rồi sẽ phải học khi mà em bắt đầu có gia đình. Còn hiện tại thì thật ra là khi mà em nhìn lại cái xu hướng chi tiêu của mình vào những cái mối ví dụ mối quan hệ bên ngoài này, mối quan hệ um, tình cảm hoặc là gia đình thì em vẫn khá tự tin là một cái phần lớn của em nó vẫn luôn chảy về gia đình và nói chung là đấy cũng là một cái mà khiến em có thể thoải mái ngủ ngon hàng đêm rồi. <laughs> um, câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta tạm kết thúc phần 1 đó là chị cảm thấy thời điểm nào là thời điểm phù hợp để dạy cho con mình về tiền bạc chị sẽ dạy và chị đã dạy cho con mình về tiền bạc như thế nào thực ra là bản thân chị rất là chăn trở uh, từ lúc mà con chị biết nhận thức về tiền chị nghĩ đâu đấy nó tầm độ khoảng 5 đến 6 tuổi và cái đầu tiên ấy mà tất cả các bậc cha mẹ sẽ nhìn thấy đó là nhận thức về tiền lì xì À, <laughs> đấy là cái của, mà của em cũng bị hệt uh, cái mà mà trẻ con họ nhìn thấy các các bạn nhìn thấy rõ nhất đấy và ngày trước thì uh, chị luôn luôn uh, không phải vấn đề gì về việc rằng là à tiền mừng tuổi tiền lì xì của con sau đấy thì bố mẹ sẽ giữ nhưng mà từ lúc mà con chị năm đến 6 tuổi và bắt đầu nó đặt câu hỏi là tại sao mẹ lại cầm tiền của con đấy tiền lì xì đấy là của con cơ mà, ấy và tại sao mẹ lại không cho con giữ tiền và đấy là một trong những cái mà bắt đầu chị hình thành cái suy nghĩ rằng là à bây giờ đến cái lứa tuổi mà phải giải thích cho con về về tiền và càng sớm thì con càng có cái cái nhận thức và sử dụng đồng tiền đúng ví dụ như là chị thường nói chuyện với bạn ấy về việc rằng là uh, tiền nó là cái gì và tại sao chúng ta cần tiền À, chị hay nói với bạn đấy là con đói con đến siêu thị thì con cần tiền nhưng nếu mà con có một cái bánh mì mà con muốn đổi cái bánh mì đấy tới một cái thứ khác thì không phải ai cũng đổi với con nhưng nếu mà cái bánh mì đấy bằng với giá tiền 5.000 hay 10.000 con có thể đổi bất cứ thứ gì thế thì cái tiền nó là cái vật trung gian để con trao đổi đó và và lúc đấy từ những cái câu chuyện rất là nhỏ và sau đó thì chị bắt đầu chị cho bạn ấy cái cái việc rằng là con thử đi mua cái này con thử đi mua những cái rất là nhỏ thôi những cái kẹo hoặc các thứ nhưng chị sẽ nói rằng là không con chỉ có 10 000 thôi con hãy mua những cái gì mà chỉ ở trong cái giới hạn mà con có một cái mệnh giá rất là nhỏ. Đấy và để bạn ấy biết rằng là à cái cái mà bạn ấy mua nó có cái giá trị là như vậy. Đấy thì thì sau đó thì uh, lúc đấy bạn ấy sẽ hình thành được cái um, cái ý, ý thức chị muốn là cái ý thức về đồng tiền và trân trọng nó. Có nghĩa là tiền không phải tự dưng mà có Tiền là do sức lao động mà có Và tiền có giá trị gì Đấy thì cái đấy cũng là một trong những cái mà chị nghĩ rằng là Như ở nhà chị là chị phải gọi là thường xuyên nói rất nhiều các câu chuyện từ xa đến gần từ gọi là nhỏ nhẹ đến những cái câu chuyện mà rất là nghiêm túc về về tiền đấy và bạn ấy có thể được kiếm tiền trong gia đình bằng cách là bạn ấy giúp bố mẹ một cái việc gì đó, giúp bà một cái việc gì đó và uh, bạn ấy sẽ được hưởng một cái thành quả. Đấy thì cái đấy là cái mà để bạn ấy hiểu rằng là à sức lao động có thể kiếm ra tiền đấy nhưng mà ở trong môi trường gia đình thôi à, thỉnh thoảng thì uh, con chị cũng uh, rất là thích tham gia những cái dự án ở trường đó là bán cây để làm từ thiện hoặc là tham gia vào các cái hoạt động mà hỗ trợ hoặc là đổi đồ cũ đấy thì chị cũng rất là ủng hộ bởi vì cái đấy là cái mà để cho các bạn ấy nhận ra rằng à tiền có thể giúp ích cho xã hội hoặc giúp ích cho người khác đấy thì uh, theo quan điểm của chị nhé uh, chúng ta không thể nào mà ngăn cản các bạn uh, trẻ con Bây giờ tiếp xúc với tiền Thế nên là thay vì việc là um, Để cho các bạn ấy không biết Là mình phải tiếp cận như thế nào Thì thôi bố mẹ hãy chủ động trước Đó là nói chuyện trước uh, Và cho các bạn ấy những cái cơ hội Để các bạn ấy trải nghiệm Với việc là tiền được tiêu như thế nào Và được sử dụng nó ra sao Đấy thì đấy là quan điểm của chị Và càng sớm càng tốt Bởi vì uh, uh, nếu mình không làm Thì uh, trẻ con cũng sẽ tự học thôi <laughs> Cảm ơn chia sẻ của chị Bởi vì nó cũng có một phần nào đấy nó cũng hơi tương đồng với cả câu chuyện của em khi mà em lớn lên thì hồi xưa cái người cho tiền em chính ở trong nhà là bà nhưng mà bà cũng sẽ thường hay ví dụ như bảo với em là dọn hộ bà cái này hoặc là lấy hộ bà cái kia xong bà sẽ thưởng cho em một chút còn uh, thật ra là mẹ em thì lại sử dụng một cái phương pháp khác mẹ cũng sẽ không giờ trực tiếp gọi là cho tiền cho con uh, cho em cả Và mà mẹ em sẽ dùng phương pháp là ví dụ mẹ em đặt các cái mục tiêu cụ thể đặc biệt là trong học tập Tức là số tiền nó cũng nhỏ thôi nhưng mà qua cái đấy thì em cũng đã được học từ khi còn rất là nhỏ như là từ cấp 1 hay sao ấy là Về cơ bản là khi mà mình nỗ lực, mình cố gắng để đem đến một cái giá trị gì đấy cho người khác Thì mình cũng sẽ được gần như là được reward, được thưởng lại một cái giá trị tương xứng Thì chẳng qua ở đây nó có thể là tiền nhưng mà ngày ngày mai nó có thể là một cái khác Ví dụ như kiểu hồi xưa em nhớ em có thỏa thuận với mẹ là thay vì trả bằng tiền chẳng hạn thì có thể trả cho con một bữa đi ăn hoặc là một công nước cam tức là tất cả những cái đấy nó chỉ là nó chỉ là một cái gì đấy đến sau khi mà mình đã cố gắng thôi còn tiền nó cũng chỉ là một trong số những cái đấy và em rất là thích là cái cách chia sẻ của chị về cái bài học của chị dạy cho con mình về tiền nó chỉ là một cái vật trung gian đặc biệt là cái câu chuyện liên quan đến đó, cầm năm nghìn đến mua cái bánh mì nhưng mà không thể nào cầm cái bánh mì đấy đi đổi được cái khác được bởi vì nó không có không, lúc đấy nó không phải là vật trung gian nữa để em rất cảm ơn uh, chia sẻ đó của chị chuyển sang phần thứ hai đây là một phần mà em nghĩ cũng rất là quan trọng đặc biệt là với những cái người với những bạn như em đang uh, chập chững trên hành trình để có thể hình thành được một cái cuộc sống của riêng mình và thậm chí là em còn tham vọng hơn nữa là em muốn tách hoàn toàn ra khỏi gia đình thì em nghĩ là để đến được chân trời sáng hạn đấy thì có một cái khía cạnh mà em cần phải tập trung vào và đó cũng là một cái nhóm cơ mà em đang phải cố gắng để học cách để làm nó một cách đơn giản nhất đó là tiết kiệm em có thể đặt câu hỏi là chịu nhiều hơn mình tiết kiệm từ năm bao nhiêu tuổi không ừ <laughs> uh đúng là hơi khó nhớ nhưng mà với với những gì mà chị bây giờ chị có thể nhớ ra được thì chị nhớ chị đã có một cái con lợn em nhớ con lợn ngày xưa em có ngày xưa uh, em cũng lợn, có con lợn, con lợn màu đỏ và lúc đấy là chị cũng tích tiền giống như con chị bây giờ một ít tiền từ mừng tuổi một ít tiền từ việc là mình đạt một cái phần thưởng nào đó mà bố mẹ thưởng cho đấy và mình giữ cái con lợn đấy nó giống như một cái báu vật ý thậm chí là uh, buổi tối ấy, đi ngủ ấy, kiểu khi phải cho nó vào trong chăn cùng với sợ người khác sẽ lấy mất. <laughs> thì chị nghĩ rằng là lúc đấy rất tư duy rất là là trẻ con, rất là ngây thơ thôi nhưng mà đấy là một biểu hiện của việc là mình mình muốn tiết kiệm và mình có nhu cầu tiết kiệm. Đó thế thì từ những cái mà mà rất là đơn sơ như vậy uh, nhưng mà phải đến lúc mà khi uh, chị ra trường, uh, có nghĩa là học xong đại học và ra trường lúc đấy chị bắt đầu đi làm thì chị có ý thức uh, rất là rõ ràng về việc là cái đồng tiền mà mình đang sử dụng này mình đang có này với cái đồng tiền mà mình uh, sẽ có trong tương lai hay là mình muốn chi trong tương lai thì lúc đấy chị hình thành một cái tư duy đó là là mình phải tiết kiệm nó và uh, cái tương lai đấy là gì thì chính là cái mà Linh vừa chia sẻ đó um, khi mà muốn lập gia đình uh, muốn có một cái cuộc sống độc lập khỏi bố mẹ lúc đấy là bố mẹ không chu cấp nữa rồi uh, và xa hơn là mình phải nuôi hay là mình phải có trách nhiệm đối với con mình khi mà mình trưởng thành hoặc khi mà mình có gia đình đấy thì thì cái cái sự gọi là sự tiến hóa đi của tiết kiệm nó cũng theo các cái nấc thang hay theo những cái dấu mốc quan trọng của cuộc đời là như vậy chị có nhớ là khoản tiết kiệm lâu nhất mà chị đã từng có là chị giữ một khối lượng tiền bất di bất dịch trong một khoảng thời gian lâu nhất là bao nhiêu nó rơi vào một năm rưỡi chị nhớ là một năm rưỡi à, bởi vì thực ra là um, chị luôn luôn như, như chị chia sẻ từ lúc đầu ạ chị luôn luôn mong muốn những cái mà nó có một cái sự phát triển thế nên là à, thông thường thì à, chị luôn có những cái kế hoạch nó là ngắn hạn và trung hạn à, ngắn hạn trung hạn cho các cái khoản tiết kiệm đấy chị lấy ví dụ như này à, ngắn hạn ở đây là gì là những cái khoảng thời gian mà trong khoảng 6 tháng mà nếu mà chị không có cái nhu cầu để chị uh, chị làm gì đó thì chị sẽ gửi ngay tiết kiệm một năm với chị thì nó sẽ một năm đến một năm rưỡi thì nó sẽ là khoản trung hạn bởi vì chị muốn rằng là trong những cái khoảng thời gian đấy thì cái số tiền tiết kiệm đấy đủ để mua một cái gì đó ví dụ như là um, khi mà chị mới ra trường thì chị dùng vào việc là chị mua cái xe máy đầu tiên của chị để chị đi làm khi mà chị uh, bắt đầu có gia đình thì lúc đấy chị vẫn chưa có nhà sau khi hai năm mà chị có gia đình thì chị lại muốn là à cái khoản tiết kiệm đấy mình để mình để mình mua một cái căn nhà À, căn nhà đầu tiên, chính xác là căn nhà đầu tiên. Đấy, thế thì uh, cái khoản mà với với chị á, cái khoản tiết kiệm thì thông thường là của người trẻ nhá, nó rất khác với bố mẹ chị. Bố mẹ chị có một khoản tiết kiệm của bố mẹ chị để 4 năm rồi, và bố mẹ chị không có nhu cầu để 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 rút ra, mà nó là một cái khoản tiết kiệm tuổi già. Nhưng với người trẻ thì chị nghĩ rằng là cái khoản tiết kiệm nó nó sẽ hướng tới việc là linh động hơn, linh động hơn ở đây có nghĩa là gì? Là họ sẽ bồi đắp thêm cái cái phần tiết kiệm đó ngày một nhiều hơn và đến một cái khoản nhất định một cái cái lượng nhất định thì họ sẽ đủ làm một cái việc gì đấy lớn cho cuộc đời và sau đó lại tiết kiệm tiếp uh, tiếp chị uh, tiết kiệm vòng tròn đó. thì đấy là hai cái quan điểm mà chị thấy là cũng rất là khác nhau rõ ràng giữa bố mẹ chị là những người mà có tuổi hay là những người mà khi mà đã về hưu uh, và với chị là người mà gọi là trẻ đi chúng ta là những người trẻ và chúng ta có rất nhiều những cái mục tiêu hay mục đích phấn đấu em thấy có một một người bạn của em bạn ấy sau một khoảng thời gian cũng hơi chật vật với cả tiền để bạn phải đi học những cái kiến thức liên quan đến tài chính cá nhân và xong sau đấy về bạn ấy dạy cho em một cái khái niệm về cần phải tách những cái quỹ khác nhau ví dụ như kiểu bạn ấy nói với em là có một cái quỹ là quỹ để emergency fund quỹ khẩn cấp là quỹ đấy nó sẽ khoảng 6 tháng chi phí sống hàng tháng của mình liên tục là nếu chẳng may một ngày đẹp trời bạn quyết định là bạn không muốn nhìn mặt của sếp nữa bạn cảm thấy sếp là ngồi lên đầu mình đủ lâu rồi và bạn nghỉ việc luôn thì quỹ này nó sẽ phục vụ mục đích là giúp bạn có một cái cuộc sống ổn định trong vòng ít nhất là 6 tháng, nửa năm để bạn tìm một công việc khác. Và lại cũng có những cái quỹ khác. Ví dụ như là nếu mình nhớ không nhầm thì nói chung là bạn có hẳn một cái quỹ riêng nó liên quan đến các cái um, ví dụ như kiểu chi tiêu, tức là bạn sẽ hàng tháng là bạn đẩy một cái khoản ví dụ như kiểu 10% và trong đấy và chỉ có tiền ở trong cái quỹ đấy được dùng một chi tiêu thôi. Thì em khá là tò mò là bởi vì tính của em thì nó lại khác tức là em vẫn sẽ có một cái ước lượng về những cái khoản tiết kiệm mà em cần và em cộng nó lại và em đẩy vào một chỗ. bạn thì lại có rất nhiều cứ tạm gọi là những cái cuốn sổ khác nhau thì em thấy là với chị thì chị theo trường phái nào tức là cứ cho là một quỹ với tất cả mọi thứ hay là nhiều quỹ nhỏ khác nhau mỗi cái mỗi cái quỹ là có một cái mục tiêu riêng. Thật ra thì cái này cũng là một cái kinh nghiệm mà sương uh, máu của chị đó là uh, có một thời gian chị cũng nghĩ giống như bạn ấy đó là mình càng chi tiết bao nhiêu, mình càng cụ thể bao nhiêu thì mình càng quản lý tiền của mình tốt hơn. Có một cái gọi là cả một cái một cái cuốn sổ để chị ghi lại toàn bộ những cái gì mà chị chi tiêu trong một tháng để chị tính ra được rằng là À, chị sẽ dành cái này cho cái này cái kia cho cái kia. Thế tuy nhiên thì uh, sau một thời gian chị áp dụng được ba tháng thì chị thấy rằng là thực sự cái cái việc mà mình phân tách quá rạch ròi ấy nó làm cho mọi thứ ở trong cuộc sống của mình nó nó khó khăn hơn, nó cứng nhắc hơn và mình mệt mỏi hơn vì cái việc là nghĩ rằng là à hôm nay mình sẽ tiêu cái đấy về việc gì và mình sẽ mình có vi phạm cái nguyên tắc hay cái mong muốn của mình hay không. Đó thì sau đó thì chị vẫn áp dụng cái việc rằng là chia ra thành những cái gọi là một số những cái khoản chi tiêu cố định và và những khoản chi tiêu linh động chị chỉ có hai khoản đấy thôi à, và mình cảm thấy bỗng nhiên mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cuộc sống nó có một cái gì đấy mà mình cũng được tận hưởng hơn in ra hơn chị lấy ví dụ những khoản cố định sẽ là khoản mà uh, chị sẽ um, dùng cho gia đình uh, dùng cho việc học của con cái và dùng cho những cái khoản hàng tháng mà mình gần như là mình sẽ bất di bất dịch và um, bản thân chị hay là chồng chị đều xác định được rằng cái khoản đấy một tháng nó là bao nhiêu đó, và tất nhiên nó có sự biến động nhưng nó không quá nhiều à, cái khoản thứ hai là cái khoản linh động khoản linh động đấy chính là cái khoản mà mà tiết kiệm hoặc là những cái khoản mà đầu tư cho tương lai đấy thì cái khoản linh động đấy thông thường thì bọn chị cũng sẽ um, sẽ chia ra thành hai nhóm một là những cái mà nó dành cho gọi là những cái cái khẩn cấp có nghĩa là những cái trường cái quỹ gọi là đề phòng bọn chị gọi là quỹ rủi ro ấy. thì thông thường uh, bọn chị sẽ có một cái khoản mà thường là sẽ không động vào đó để tất nhiên nó không không quá nhiều nhưng mà nó là những cái cái khoản mà để cho gia đình những lúc mà ốm đau con ốm đau hoặc là những cái chi tiêu đột xuất đấy còn lại thì cái khoản linh động nữa là tiết kiệm tích cóp tích cóp cho những cái mục tiêu hơn trong tương lai đó thế thì chị sẽ chia ra thôi hai khoản thôi cố định và linh hoạt thì chị cảm thấy rằng là nó sẽ dễ để cho mình tư duy và mình quản lý hơn và cuộc sống của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn chị có nhắc qua về câu chuyện tiết kiệm sau sau đấy là mua nhà đây cũng là một cái mà em nghĩ là từ thời điểm hiện tại chắc chắn là em chưa làm được đâu nhưng mà em có suy nghĩ về về việc ví dụ mua một cái tài sản lớn ví dụ như ô tô ở nhà chẳng hạn mình có nhất thiết phải tiết kiệm 100% xong mình mới mua những cái tài sản đó không em biết là ô tô cứ tạm gọi ô tô là tài sản có nhất thiết là phải tiết kiệm 100% rồi mình mới mua hay không hay là mình có thể tiết kiệm đến một cái mức phần trăm nhất định và mình đi mua ừ. à, thực ra là với những người mà trưởng thành thì luôn luôn phải đối mặt với câu hỏi như vậy À, và trong rất nhiều những thứ mà em cần mua thì nó sẽ có những thứ tự ưu tiên. À, ví dụ với câu chuyện cá nhân của chị. Chị à, thực tế là chị mua ô tô trước khi chị mua nhà. Mặc dù là cái nhà là cái mà mọi người nghĩ rằng là sẽ phải mua đầu tiên bởi vì nó là tài sản, còn ô tô thì quan điểm của của mọi người là tiêu sản mà, em còn phải nuôi cái ô tô và bản chất là sau này nó không phải là sản phẩm đầu tư nhưng nó là sản phẩm phục vụ cuộc sống. Thế nhưng tuy nhiên thì lúc đấy bọn chị xác định là À, sẽ mua ô tô trước bởi vì cái cái đó là cái mà để làm cho cuộc sống của mình phục vụ cho cuộc sống của mình và nó cần hơn so với việc rằng là là mình mình mua nhà à, cụ thể hơn đấy là khi mà chị có em bé thì chị phải di chuyển đi lại rất là nhiều và chị nghĩ rằng là một cái ô tô đấy rất tốt để cho cái việc là là có thể bảo vệ con của mình nhưng với với những cái như ô tô thì quan điểm của chị và cũng như là của chồng chị thì lại là mình sẽ có bao nhiêu tiền thì tiết kiệm ấy, thì mình sẽ mua ở mức bấy nhiêu và mình không không chấp nhận cái rủi ro ví dụ như vay hoàn toàn để đi mua ô tô bởi vì lúc đấy cuộc sống của mình nó khá là nặng nề với việc là em phải trả nợ và em phải nuôi ô tô đó nhưng với nhà quan điểm với nhà thì lại khác khi mà chị bắt đầu mua cái nhà đầu tiên ấy chị chỉ có năm mươi cái giá trị của cái căn nhà đấy cái cái số tiền tiết kiệm của chị ạ và lúc đấy thì chị thấy rằng là cái việc mà để chờ 100% mà mình có một để mua một ngôi nhà nó một cái điều mà cực kỳ khó khăn hoặc là nó rất là mất thời gian đó và lúc đấy thì chị Tech ở là chấp nhận một cái rủi ro là mình sẽ phải làm nhiều hơn mình mình phải bị áp lực hơn và mình vay 50% để mình mua một căn nhà à, tuy nhiên thì chị cũng không không nghĩ rằng là đấy là một cái một cái tỷ lệ vàng hay là một cái tiêu chí đúng À, bởi vì sau đấy thì thực sự là chị cũng thấy là khá là nhiều áp lực vất vả bởi vì vừa phải um, vẫn phải nuôi con này vẫn phải duy trì cuộc sống gia đình này vẫn phải có những cái chi tiêu khác và sau đấy thì là áp lực mà áp lực để mình phải trả các cái khoản nợ đó thế nên là đến uh, ngôi nhà thứ hai thì uh, chị đã rút kinh nghiệm chị uh, sẽ chị có khoản tiết kiệm um, uh, 70% và chị mua ngôi nhà thứ hai và chị cảm giác là à chị sẽ thấy thoải mái hơn bởi vì cái khoản mà mà mình còn thiếu hụt đó ấy, cái khoản vay đó, ấy, cái khả năng bù đắp hay là khả năng mà để mình trả nó sẽ nhanh hơn và cái cuộc sống của mình nó không bị áp lực. Đấy và à, đôi khi uh, Những đứa con của chị nó cũng không bị áp lực rằng là à vì mình đang đang bị nợ hay bố mẹ đang bị nợ ngân hàng mà cái chi tiêu ở trong gia đình nó bị giảm đi thì đấy là cái mà chị lại ưu tiên cái tiêu chí rằng là lúc đấy là cuộc sống nhiều hơn. Đấy. Thì mỗi thời điểm khác nhau thì nó sẽ có những cái quyết định khác nhau. Thế nhưng mà chị nghĩ rằng là à, cái việc mà mình biết rằng là cái khả năng mà mình có thể có được cái cái tài sản đấy có nghĩa là cái năng lực của mình ở cái thời điểm đấy nó rất là quan trọng. Em nghĩ đây sẽ là câu hỏi cuối cùng cho buổi nói chuyện hôm nay. Lấy ví dụ mẹ em chẳng hạn, mẹ em cũng là một người phụ nữ mà luôn luôn ưu tiên việc an toàn, tiết kiệm và thậm chí là có những cuốn sổ của mẹ em theo như em được nghe truyền thuyết kể lại là nó còn đến phải 10 năm, 8-10 năm không động vào và chính vì cái tư duy rất là an toàn như vậy nên là mẹ em khi mà nhìn vào những cái chẳng hạn như là những cái hình thức giao dịch mới của ngân hàng ví dụ như cửa tiết kiệm online mẹ em sẽ đặt rất nhiều câu hỏi mẹ em sẽ cảm thấy là trời ơi, tại sao mình lại phải gửi tiết kiệm online trong khi mình có thể đến hẳn quầy và nếu mình mình bị rơi điện thoại ở đâu rồi mình bị người ta hách mất tài khoản thì làm sao quan điểm của chị về hình thức gửi tiết kiệm online tức là cái này nó đến với chị nó có thoải mái nó có dễ không hay là cũng phải mất thời gian để làm quen lúc đầu nó cũng có những cái sự hoài nghi nhất định đúng thực ra là bây giờ toàn bộ khoản tiết kiệm của chị là 100% online gọi là trực tuyến đấy chị thấy rằng là cái việc ấy mà mình phải đến trực tiếp giao dịch với ngân hàng ấy đúng là rất là an toàn như em vừa chia sẻ và và có thể là một cái hình thức mà mà những người lớn tuổi và có thời gian rất thích thế nhưng với những người bận rộn như như chị chẳng hạn thì cái việc là bỏ một ngày làm việc hay một buổi làm việc hoặc là một cái khoảng thời gian nào đấy để đi đến ngân hàng chờ xác nhận rồi uh, gửi tiền rồi ừ uh, um, lấy giấy đúng rồi thì nó làm cho chị cảm giác là nó bị mất nhiều thời gian và chị lựa chọn một cái là dễ dàng hơn Đó là Chị cần dùng cái app của mình Chị có thể gửi được Tất nhiên là chị hiểu rằng là Nó sẽ có những cái rủi ro nhất định Nhưng mà chị chị luôn tin rằng là khi mà các ngân hàng đã đưa ra những cái hình thức như vậy rồi thì họ sẽ có những cái hình thức để họ đảm bảo cái an toàn miễn là mình giao dịch đúng ví dụ như là uh, chị sẽ chị sẽ không không đừng vào những cái đường link lạ hoặc là những cái <laughs> những cái gì mà chị cảm thấy nguy hiểm mà thường thì chị sẽ giao dịch ở trên chính cái app hoặc là chính những cái trang web của ngân hàng thì đấy là quan điểm của chị phải cảm ơn vì cái dịch vụ đấy ra đời bởi vì thực sự là chị cảm thấy rất rất tiện và nhiều khi là chị chị hay gửi uh, gọi là vào lúc 23 ba giờ đêm hoặc thậm chí là là những cái lúc mà kiểu như gọi là thứ bảy chủ nhật bởi vì lúc đấy chị mới có thời gian để chị uh, làm những cái việc mà của cá nhân chị thế nhưng mà uh, ngân hàng vẫn làm việc online mà còn lại nếu mà em ra quầy thì em lại phải chờ đến đúng giờ làm việc À, và cái thứ hai nữa là um, rất là linh động có nghĩa là chị muốn rút lúc nào cũng được ví dụ ngày hôm nay nhiều khi là chị um, chị cần rút thì nhưng mà uh, cho những cái công việc gấp thì nhưng chị không thể ra được ngân hàng thì chị lại có thể rút online uh, um. còn lại thì đúng là có một cái mà mà chị thấy rằng là À, cái cuốn sổ ấy tiết kiệm ở trong tay ấy, nó cũng là một cái gọi là uh, một cái giá trị tinh thần chứ nó không phải chỉ là đảm bảo an toàn thôi để mọi người cảm giác là à ok là trong tay mình có một cái gì đó nó giống như cái cuốn sổ đỏ vậy <laughs> của một căn nhà thế thì uh, chị uh, chị thường làm một cái hình thức đó là chị save uh, cái biên lai giao dịch hoặc là trong một cái gọi là cái thông báo về cái tiền gửi tiết kiệm online ấy chị save nó lại để nó cũng là một cái nó giống như là một cuốn sổ nhưng mà cuốn sổ điện tử thôi để khi mà nếu chị giả sử như nếu có những cái rủi ro hoặc có những cái gì đó thì mình cũng có những cái bằng chứng về việc là mình đã gửi. Thế nên là chị thấy là trong cái thế giới của công nghệ số bây giờ thì mình đừng tự giới hạn mình bởi một cái gì đó mà mình thấy mơ hồ hoặc là mình cũng không biết trước. Thay vì đấy thì Open mở ra hơn, gọi sẵn sàng để với chị thì chị sẵn sàng để chị chấp nhận những cái hình thức mới đấy và miễn là nó tiện lợi và nói chung là chị vẫn tin tưởng là cái sự an toàn đâu đấy thôi chứ cũng không phải là 100% đấy thì thì đấy là cái quan điểm của chị. Ok thật ra là lúc đấy em cũng hơi lừa đấy. Đây mới là câu hỏi cuối cùng cơ <laughs> là nếu mà có những bạn khán giả rất là trẻ tuổi đang xem buổi nói chuyện này và các bạn cũng đang trên hành trình bắt đầu tiết kiệm những đồng lương đầu tiên cho tương lai nếu mà để khuyên các bạn ý một bài học hoặc là một lời khuyên thì chị có lời khuyên gì không ok một cái gọi là câu kết cũng rất là thú vị đúng không thực ra thì với chị cái hành trình hay cái con đường mà mỗi người phải đi thì nó là khác nhau À, có thể là cái thời gian mà chị đã đi qua hay là thời gian linh hoặc là các bạn đang phải trải qua nó nó không phải là hoàn toàn trùng khớp. Thế nhưng mà chị vẫn tin vào một cái điều rằng là với các bạn trẻ thì luôn luôn có những cái dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Thế nên là cái việc mà các bạn nghĩ về nó, các bạn tiết kiệm cho nó thì là cái việc mà chắc chắn là không phải thời điểm này thì cũng là thời điểm khác thôi à, những người mà đi um, may mắn mà đi đúng hướng thì sẽ có nhiều cơ hội hơn hoặc là cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn à, chị thì cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ à, bị à, khủng hoảng về mặt à, gọi là về mặt tài chính bởi vì có những cái hoài bão lớn quá có những cái ước mơ lớn quá ở cái tuổi mà các bạn còn quá trẻ À, ví dụ như là dồn hết tất cả chi phí tiền để uh, start up để lập nghiệp và sau đó thì thì có một cái cuộc sống mà nó khá là là áp lực về đồng tiền à, hay là cũng có những người mà tham vọng quá nhiều à, vì muốn gọi là đi nhanh hơn so với mọi người ví dụ như là à, phải sở hữu nhà từ rất là sớm phải phải mua nhà trước trước khi mà lấy vợ hay sinh con rồi phải làm cái nọ phải làm cái kia thế thì cái câu trả lời của chị à cái câu câu gọi là lời khuyên của chị cho những bạn trẻ khi mà các bạn đang có rất là nhiều những dự định có rất nhiều hoài bão đó là bạn thực sự hiểu rằng là mình muốn cái gì và ở thời điểm nào ờ, nó có hai thứ rất là quan trọng đó là đúng thời điểm mọi quyết định đúng thời điểm và mọi việc các bạn làm nó đi theo một cái gọi là một cái lộ trình mà mình tin rằng là cái cái lộ trình đấy là cái lộ trình tốt nhất ở cái thời điểm hiện tại thì đấy là cái mà lời khuyên của chị. Hy vọng rằng là các bạn đang xem chương trình này thì sẽ có một cái gọi là một chút uh, những uh, kinh nghiệm cũng như là um, chia sẻ cùng với các bạn được những cái khó khăn, uh, những cái khúc mắc và uh, chúc các bạn sẽ thành công trong cái lựa chọn của mình. Em rất cảm ơn chị Hải Đăng đã dành thời gian để với cả buổi nói chuyện đầu tiên của series tình không tệ. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho chị Đăng hoặc là cho series tiền không tệ Liên quan đến tài chính chẳng hạn thì hãy để lại ở phía bên dưới nhé trong phần bình luận. Còn bây giờ thì cảm ơn rất nhiều vì đã xem. Cảm ơn chị đang một lần nữa. Ừ, cảm ơn Linh, cảm ơn tất cả các bạn. Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp lại.